học cách kiếm 2 triệu mỗi ngày chỉ trong vòng 10 phút. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trade forex để có thể kiếm được như thế nhé. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta săn lệnh cũng như cách để chúng ta có thể kiếm được 2 triệu mỗi ngày trong vòng 10 phút, ok? Trước khi đến với chủ đề chính thì mình sẽ cho các bạn xem thành quả của ngày hôm qua của bọn mình trước. Và đây chính là cái lệnh ngày hôm qua bọn mình đưa lên trên nhóm Premium. Lệnh này là chạy trực tiếp trên nhóm Premium và bọn mình cũng vào lệnh. Bọn mình nhồi lệnh theo cái lệnh mà bọn mình đưa cho các bạn. Mặc dù có thể là bị chậm hơn một chút bởi vì bọn mình phải đưa lệnh cho các bạn trước, sau đấy bọn mình mới vào lệnh, nên là cái điểm giá nó không được chính xác cái điểm bọn mình đưa cho các bạn. Nhưng mà bọn mình vẫn đạt được cái hiệu quả khá là tốt. Và tí nữa mình sẽ đưa cho các bạn cách để chúng ta có thể làm sao để chọn để nhồi được lệnh, cũng như nên chọn những lệnh nào nhồi lệnh và ưu điểm, nhược điểm khi mà chúng ta nhồi lệnh như thế là như nào nhá. Ở đây là một cái lệnh, bạn có thể nhìn thấy tài khoản của mình đang là 200 đô, và sau đấy giao dịch lãi đang là tầm 100, hơn 100 đô. Sau đấy mình dùng đóng lệnh toàn bộ của MT5 và bọn mình đóng lệnh. Khi đó bọn mình đóng lệnh xong thì cái lệnh này nó đã coi như là chốt xong rồi, tiện hơn so với MT4 rất là nhiều. Ở trên màn hình của mình là nhóm CN Premium, và đây là nơi dành cho tất cả những bạn nào đăng ký theo link sàn ủng hộ bọn mình. Bạn có thể đăng ký theo link một trong các sàn của bọn mình, sau đó nạp 50 đô và liên hệ support để được duyệt vào nhóm nhé. Cái lệnh mình vừa cho các bạn xem là lệnh mà hôm qua bọn mình đưa lên nhóm. Ngoài ra, tài khoản 200 đô mà các bạn vừa xem ấy thì chỉ có 100 đô là vốn thực của bọn mình thôi. Còn lại 100 đô là bonus khi mà nạp sàn XM. Sàn XM đang có thưởng nạp 100% lên đến 500 đô từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5. Bạn có thể nạp nhá. Và lệnh ngày hôm qua mình đưa cho các bạn là lệnh này. Đây, 8 giờ 14 phút bọn mình đưa entry 2343, nhưng bọn mình đưa xong, bọn mình vào lệnh thì nó bị xuống 2340 rồi. Hơi bị chậm hơn một chút. Và sau đấy bọn mình có hô được bao nhiêu bip này, phân tích này, nhồi lệnh như nào này. Và cái video vừa rồi mình cho các bạn xem ấy, chính là video này, chỉ là mình tải ra để cho các bạn xem kỹ hơn thôi. Trước hết mình sẽ nói cho các bạn lưu ý khi mà các bạn muốn nhồi lệnh như thế này nhá. Nó sẽ có điểm mạnh, nó sẽ có điểm yếu, sau đấy chúng ta phân tích lại lệnh nhá. Trước hết nói về điểm mạnh, đấy là khi bạn trade từ tài khoản nhỏ lên to, bạn sẽ không cần quan tâm mét lò, bạn sẽ không cần phải quan tâm chốt lửa lệnh hay là GSL hòa, không cần phải lo lắng về những cái việc đó, và có thể x tài khoản nếu giá chạy một mạch. Cuối cùng không sợ cháy tài khoản lớn. Điểm yếu là gì ạ? Sẽ nhanh cháy nếu giá đi choppy, tức là đi dập dờn, giật lên giật xuống ấy, thì gọi là choppy. Thứ hai, ảnh hưởng đến tâm lý khi cháy nhiều tài khoản nhỏ. Và cuối cùng, căng thẳng và mệt mỏi. Vậy thì khi mà các bạn muốn làm theo cái cách mà mình vừa cho các bạn xem ấy, các bạn cần phải luyện tập rất là nhiều. Luyện tập về phân tích, luyện tập về lệnh, luyện tập về cách để các bạn có thể đi lệnh làm sao cho hợp lý. Ngoài ra, nếu như các bạn để ý thì cái video vừa rồi ấy, mình có cho các bạn xem ở đây nhá. Đây là những lệnh đầu tiên thì chúng ta đi lót nó vừa đủ và nó đủ to. Nhưng mà khi giá đi càng đúng hướng thì cứ cách vài bit chúng ta nhồi thêm một lệnh. Bởi vì chúng ta tận dụng cái ký quỹ nó tăng lên đúng không? Thì chúng ta sẽ tăng thêm số lệnh. Nhưng mà cái số lót ấy, thì chúng ta giảm đi. Ở đây là 3 lệnh 0.05, về sau là 0.03, các bạn thấy không? Bởi vì giả sử như bạn nhồi lệnh sell, giá nó đi xuống như này, sau đấy thì sao? Sau đấy thì giá nó hơi đi lên một chút, thì ba cái lệnh sell bên trên này nó vẫn cồng, nó vẫn có thể cân được cho các bạn. Nhưng mà khi giá đi xuống thì chúng ta lại lại thêm. Nếu như các bạn nhồi lệnh ở dưới này cũng to, thậm chí to hơn ấy, thì đến khi nó đi ngược lên nó sẽ cháy tài khoản nhanh quá. Các bạn hiểu không? Đấy lý do vì sao mà các bạn cần phải chú ý nhá. Bây giờ thì mình sẽ sang chạc cổ vàng và nói cho các bạn các lưu ý khi mà tạo và đánh theo các cách này, cũng như lý do vì sao bọn mình vào lệnh đó nhá. Trước hết chúng ta sẽ nói về cái việc trade từ tài khoản nhỏ lên to. Đây là một công việc rủi ro cao. Vì thế các bạn nhìn thấy bọn mình dùng tài khoản 200 đô bọn mình đánh. Nhưng mà tài khoản 200 đô đó các bạn phải hiểu là, thứ nhất, nó chỉ là 1% tổng tài khoản lớn thôi. Đấy, còn lớn như thế nào thì các bạn tự nhân nhá. Đấy là 1%, ok, xong các bạn tự nhân lên. Tức là thay vì mình dùng 100% tài khoản 10.000, 20.000 mình nạp vào, thì mình chỉ để 1%. Tức là bình thường chúng ta dùng 1% để SL lệnh đúng không? Mất thì chúng ta mất 1% bình thường mà. Thì thay vì thế, mình rút ra cho vào tài khoản nhỏ, tài khoản đó có thể cháy sạch thì nó cũng chỉ cháy 1% thôi, cũng như là một lệnh của tài khoản lớn thôi, được không? Thứ hai, bạn cần kiến thức và tâm lý tốt. Thứ ba, bạn cần kỹ thuật
kỹ thuật để tính toán xem tại điểm này chúng ta đã vào chưa, tại điểm này chúng ta đã nhồi thêm chưa. Đấy là kỹ thuật. Ngoài ra các bạn nên biết những cặp tiền thì chọn lệnh SL nhỏ hơn 20, 20 pip ấy, và vàng SL nhỏ hơn 40 pip thì chúng ta mới vào được những cái lệnh đó. Còn SL cả 100 pip chúng ta không làm được đâu. Bởi vì khi các bạn nhồi, giá nó chạy lên chạy xuống ấy, thì chúng ta sẽ dễ cháy. Đấy, đây là ba thứ mà mình muốn các bạn lưu ý. Thứ nhất, tài khoản trade chỉ là 1% tổng tài khoản lớn thôi. Thứ hai, bạn cần kiến thức và tâm lý tốt. Thứ ba, bạn cần kỹ thuật. Nếu như bạn chưa có ba cái này, tốt nhất đừng nạp. Và nếu như bạn chưa thể tự canh lệnh thì hãy vào nhóm premium của mình nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói tới lệnh vàng nhá. Tại đây các bạn nhìn thấy một cấu trúc giảm đúng không? Đây, hôm qua bọn mình săn lệnh ở đây này, tầm 8:15. Đây, chính xác là khoảng này. Và các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta có một cấu trúc giảm như thế này thì có phải là chúng ta có một cái BMS đây đúng không? Đây, đây chính là BMS xuống, lên, xuống. Chọc qua thì có phải là BMS đây không? Giống y như này đúng không? Ở bên này cũng vậy, xuống, lên, xuống. Chọc qua đây, đây chính là BMS. Và đây chính là BMS này. Sau đó bọn mình tìm một vùng OB có IBM ở đây. Tức là chúng ta sẽ có một cái vùng như này ở phía trên. Và đương nhiên là khi giá chạy rồi, vùng này chúng ta có thể xác định được đúng không? Và đặt limit ở khoảng cái vùng này. Sau đó khi giá chạy thì giá về đến đây khớp lệnh limit của chúng ta và bắt đầu đi xuống. Đây chính là cái lý do và cái cách thức bọn mình vào lệnh. Bây giờ mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem nhé. Tại đây là cái cấu trúc giảm xuống, lên, xuống. Và chính cây nến này chúng ta sẽ có BMS đúng không? Và vùng OB cộng với IBM ở đây thì chúng ta đã xác định được sẵn rồi. Sau đấy bọn mình đặt lệnh ở phía trên này, 2343 ở phía đây. Và sau đấy thì giá bắt đầu chạy dần lên này, chạy chênh lên một chút, sau đấy thì khớp, khớp giá của bọn mình và bắt đầu chạy xuống. Chạy xuống ở đây. Đây. Và thực ra nó chỉ cần đến đây thôi là giá đã chạy được 100 pip rồi. Lúc đấy thì bọn mình hô là các bạn nếu muốn cắt thì các bạn có thể cắt. Nếu muốn GS là hòa học, chốt một phần lệnh đa số cũng được. Sau đấy thả một phần. Nếu như các bạn muốn, còn không thì cắt toàn bộ đều được. Và sau đấy thì sao? Sau đấy thì đến tầm 9-10 giờ nó bắt đầu lên một đoạn và SL hòa. Nếu như chúng ta không cắt thì là SL hòa. Nhưng lệnh này chúng ta đã ăn được rồi nhá. Và sau đó thì đến sáng nay, nếu như các bạn có thể nuôi được thì giá nó chạy được 400 pip. Một con số rất là kinh khủng. Tức là điểm vào của chúng ta đã rất là đẹp rồi. Nếu như các bạn cắt một phần không GSL hòa và có thể là cắt đa số không GSL hòa đi thì các bạn đan được một lệnh 400 pip. Rất là ok đúng không? Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách thức để kiếm được 2 triệu mỗi ngày khi mà chơi Forex. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì comment cho mình biết, share cho bạn bè cùng xem. Nếu như bạn chưa thể tự canh lệnh, có thể cân nhắc vào nhóm premium của bọn mình. Subscribe kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới nhất từ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.